trà sữa cạnh nhà lúc nào cũng ế khách. Đến khi chứng kiến thì liền hiểu lý do. Không có việc gì là tự nhiên. Khi mới đây, một thanh niên còn đang thắc mắc bởi không hiểu vì sao quán trà sữa cạnh nhà uống cũng ngon mà lúc nào cũng thấy vắng tanh không một bóng người. Ủa? Thế nhưng, đến khi được chứng kiến tận mắt thì thanh niên liền hiểu ngay lý do. Hả? Mặc dù quán bán trà sữa nhưng nhân viên lại đam mê ca hát. Thấy quán không có khách nên kéo loa kẹo kéo ra trước nhà, sau đó trổ tài hát vài bản để giải sầu. Thế nhưng ai mà có ngờ, đã sầu nay còn sầu hơn. Bởi khi nghe thấy giọng ca của chị nhân viên thì chắc ai cũng lắc đầu, không có dám vào. Cộng đồng mạng sau khi xem xong đoạn video thì chỉ biết cười nghiến ngã mà cho rằng cái gì cũng có lý do chứ đâu phải tự nhiên mà quán ế. Một số bình luận hài hước mà mọi người để lại: quán còn tuyển người không? Cho em ứng tuyển tới góp vui vài bản. Không ai dám ghé vào ủng hộ vì sợ chưa kịp uống đã cười sặc nước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.